bản tin sẽ được phát sóng vào các khung giờ 12 giờ trưa và 20 giờ tối hàng ngày. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, hot nhất, đừng quên subscribe ngay kênh YouTube MCV TV và kênh Facebook Top Entertainment. Trấn Thành bắt tay Vũ Ngọc Đản đưa bố già thành phim điện ảnh. Vũ Ngọc Trâm để lộ mối quan hệ với Trọng Hưng khi bình phẩm về cách ăn mặc của Âu Hà My. Ơn rơi, cuối cùng Hoa Huy cũng gặp được idol Lại Văn Sâm sau bao ngày truy tìm. Như vậy là dữ kiện cuối cùng cho màn combat đã được Jack chính thức tung ra. Đông Nhi lần đầu đập hộp phòng của tiểu công chúa. Trấn Thành bắt tay Vũ Ngọc Đản đưa bố già thành phim điện ảnh. Sau khi web drama Bố Già nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng mạng, Trấn Thành đã chính thức bắt tay Vũ Ngọc Đản và làm phiên bản điện ảnh. Bộ phim hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký cho đường đua màn ảnh rộng Việt Nam. Mới đây, đoàn làm phim Bố Già, bản điện ảnh đã làm lễ khai máy vào ngày 17 tháng 9 và dự kiến bấm máy bộ phim vào khoảng một tuần sau đó. Trấn Thành quyết mang đứa con tinh thần từng gây bão khắp cộng đồng mạng từ web drama lên màn bạc và tự tin giao cho đạo diễn Vũ Ngọc Đản chỉ đạo. Bố Già vốn được công chiếu vào khoảng đầu năm với thể loại phim chiếu mạng, lên sóng trực tiếp trên kênh YouTube riêng của Trấn Thành, nhưng lại tạo nên sức hút lớn với câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống và những biến cố của gia đình Trần Văn Thành, Trấn Thành đóng. Một tài xế xe ôm là trụ cột gia đình nhưng cục mịch, xấu tính và khá gia trưởng. Trấn Thành bắt tay Vũ Ngọc Đản đưa Bố Già thành phim điện ảnh. Được biết, nam MC đã chi mạnh tay khoảng 4 tỷ đồng để thực hiện bộ phim và mời nhiều nhân vật quen thuộc trong showbiz tham gia hỗ trợ. Ngay từ những tập đầu tiên, Bố Già đã ngay lập tức mang về top 1 trending YouTube với hàng triệu view và giữ vững phong độ đến cuối cùng. Hot girl tố người chồng trong vụ phố Lý Nam Đế theo đuổi mình từng dính nghi án là Tuesday giữa Châu Bùi và Decao. Vũ Ngọc Trâm tiết lộ từng từ chối đại gia trở bồ trên Lexus LX570. Cộng đồng mạng phán ngay, nếu không giờ người bị đánh là chị. Thả thính trai đẹp giống quốc trường, Vũ Ngọc Trâm đã kết thúc mối quan hệ tại người ấy là ai? Chưa biết trái đất nhỏ thế nào thì cứ xem mối quan hệ của hội trai xinh gái đẹp hoặc các nhân vật có tiếng tăm trên mạng xã hội. Bởi thế nào, bạn cũng sẽ ngớ người khi thấy cô A là bạn anh B, rồi anh B lại chơi thân với chị C. Dù nhìn qua, họ gần như chẳng có một sợi dây liên kết nào. Ví dụ mới nhất cũng thuộc về hai trong nhiều cái tên gây chú ý thời gian gần đây là Vũ Ngọc Trâm và Nguyễn Trọng Hưng. Nếu như Ngọc Trâm tiết lộ từng được đại gia chở bồ trên xe Lexus LX570 trong vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội, theo đuổi, thì Trọng Hưng lại là nam chính trong lùm xùm ly hôn với nữ giảng viên Âu Hà My. Ơn rời, cuối cùng Hoa Huy cũng gặp được idol Lại Văn Sâm sau bao ngày truy tìm. Được fan so sánh với ngoại hình của MC Lại Văn Sâm, nam rapper Hoa Huy ngày đêm bày tỏ lòng mong ước được gặp idol ngoài đời thực chỉ để chụp một kiểu ảnh xem cả hai có thực sự giống nhau. Tinh thần fanboy nhiệt huyết của Hoa Huy khiến công chúng thích thú khi không ngờ chàng rapper hầm hố lại rất đáng yêu trước thần tượng. Mới đây, sau nhiều lần từ Nam ra Bắc truy tìm Bác Sâm, cuối cùng, Hoa Huy cũng thực hiện được mong muốn được gặp gỡ, trò chuyện và chụp ảnh cùng MC Lại Văn Sâm. Chia sẻ các hình ảnh bên MC kỳ cựu trên trang cá nhân, Hoa Huy bày tỏ, có cố gắng, ắt có thành công, má ơi, vui quá. Đặc biệt, chính MC Lại Văn Sâm đã chủ động hẹn Hoa Huy đi uống nước sau khi thấy sự nhiệt tình của chàng fanboy. Nhiều người hâm mộ nhận xét, Hoa Huy và MC Lại Văn Sâm quả đúng có nét ngoại hình khá giống nhau như hai anh em. TikTok cùng Lily thôi nào. Chiếc clip đã mang về 16,3 ngàn lượt view và 2,1 ngàn lượt yêu thích. Đi. Mặc váy ngầu ngầu đi. Mặc váy ngầu ngầu đi. Có bi kiếp sống ảo cùng cô Kim. Chiếc clip đã mang về 68,5 ngàn lượt view và 7,1. Nu nu có xinh không nào? Chiếc clip đã mang về 65,5 ngàn lượt view và 3,7 ngàn lượt yêu thích. Đông Nhi lần đầu đập hộp phòng của tiểu công chúa. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Đông Nhi và ông Cao Thắng sẽ chính thức chào đón con gái đầu lòng. Trong khoảng thời gian bầu bì, Đông Nhi vẫn chăm đi sự kiện và còn rất năng nổ biểu diễn phục vụ người hâm mộ. Thiên thần nhà Đông Nhi và ông Cao Thắng được dự đoán sẽ trở thành hot baby của showbiz Việt khi có bố mẹ đều là người nổi tiếng. Mới đây, khi đã sát ngày lâm bồn, Đông Nhi vừa hào hứng khoe căn phòng chuẩn bị cho con gái nhỏ. Có thể thấy, vợ chồng Nhi Thắng ưu tiên gam màu trắng xám khi thiết kế phòng của con. Những món đồ như quần áo sơ sinh, giường, đồ chơi trẻ em gần như đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ngày tiểu công chúa chào đời. Theo chia sẻ từ Đông Nhi, hiện căn phòng này vẫn chưa hoàn thiện 100% mà vợ chồng nữ ca sĩ vẫn đang sắp xếp thêm. Đông Nhi cũng dành thời gian chia sẻ về những món đồ sẽ mang đến bệnh viện khi đi như mang giấy tờ tùy thân của bố mẹ, tã cho em bé, khăn mềm, sữa, mỹ phẩm cho mẹ, các loại thuốc giảm đau, băng vệ sinh cho bà bầu hậu sản, quần áo cho bé và mẹ. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn đem theo cả máy uống tóc để làm đẹp trong bệnh viện sau sinh, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên con gái đầu lòng.
Hot girl Phố Lý Nam Đế và nghi án là Tuesday trong mối quan hệ Châu Bùi, Đây Cao. Mới đây, vụ ồn ào trên phố Lý Nam Đế đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất quan tâm trên mạng xã hội. Từ các nhân vật chính cho đến những nhân vật phụ đều được đưa ra mổ xẻ. Và đương nhiên, trong lúc này, bất kỳ một thông tin nào liên quan đến đôi vợ chồng combat nhau giữa phố cũng khiến dân mạng chú ý. Giữa lúc ồn ào chưa lắng xuống, Vũ Ngọc Trâm, quán quân The Look 2017, bất ngờ lên tiếng về vụ việc. Cô nàng chia sẻ rằng người chồng trong câu chuyện đánh ghen đình đám này từng có thời gian theo đuổi mình nhưng đã bị cô từ chối vì cảm thấy anh chàng không phải là người đàng hoàng. Bên cạnh đó, Ngọc Trâm khẳng định mình rất ghét người đàn ông này và trách móc người thứ ba trong câu chuyện. Em bồ dại quá, 20 tuổi ngây thơ tin vào những bài hát. Thay vì nhận được sự hưởng ứng từ cư dân mạng, Vũ Ngọc Trâm đã bị nhiều người lên tiếng chỉ trích vì cho rằng cô đang câu phem, ăn theo câu chuyện buồn của người khác và có ý binh vực kẻ thứ ba, chỉ trách móc người đàn ông. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Vũ Ngọc Trâm đã phải xóa dòng trạng thái khẩu trang cá nhân. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến cộng đồng mạng nổi đoá và mau chóng tìm hiểu thông tin về nàng hot girl. Hóa ra, cô nàng không phải ai xa lạ mà chính là nữ chính đóng trong MV Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng MTP. Bên cạnh đó, Vũ Ngọc Trâm cũng từng dính vào ồn ào tình cảm, bị nghi là kẻ thứ ba giữa chuyện tình của Châu Bùi và Đề Cao cách đây 3 năm. Theo đó, khi chuyện tình của cặp đôi Fashionista gặp trục trặc vào năm 2017, có một số hình ảnh được cho là Đề Cao và Vũ Ngọc Trâm hẹn hò, hôn nhau giữa trời mưa, trong khi vẫn chưa chia tay Châu Bùi được chia sẻ khắp trên mạng xã hội. Thậm chí, cả hai còn thân thiết đến mức Đề Cao không ngại đội bàn lên đầu che mưa để tiếp tục thân mật với cô. Như vậy là dữ kiện cuối cùng cho màn combat đã được Jack chính thức tung ra. Nhưng chỉ với hai câu hát như thế này, người hâm mộ vẫn khá hoang mang, không biết ca khúc Hoa Hải Đường sẽ mang màu sắc như thế nào. Sau 24 giờ phát hành, teaser Hoa Hải Đường của Jack đã leo lên top 2 top trending cùng 3 triệu lượt view. Mừng Jack comeback, fandom chơi lớn chạy quảng cáo trên xe buýt và đường phố suốt một tháng. Đúng như lộ trình đã được hé lộ trước đó. Tối ngày 17 tháng 9, teaser audio Hoa Hải Đường đã chính thức được tung ra. Trong đoạn teaser audio tung ra vào ngày hôm nay, Jack chỉ thả thính đúng hai câu hát, nhưng cũng đủ để kích thích sự tò mò và nôn nóng của mọi người dành cho MV Hoa Hải Đường sắp tới. Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là ý nghĩa ở sau hai câu hát này. Đa số, mọi người đều tò mò về sự liên kết giữa chủ đề bài hát và tựa đề Hoa Hải Đường. Thiên hà trong vũ trụ này hòa xa xôi, riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi. Chỉ với hai câu hát ngắn, Jack đã cho thấy cái hồn nghệ sĩ của mình trong lần trở lại với Hoa Hải Đường. Các từ như thiên hà, vũ trụ, ôm góc trời, hạt ngọc đêm rơi đều cho thấy lối viết lời đậm chất thơ của Jack vẫn sẽ là điểm nhấn ấn tượng trong phong cách sáng tác của nam ca sĩ. Chưa dừng lại ở đó, nhìn ảnh bản vẽ Jack và Hoa Hải Đường trong teaser audio cũng để lại nhiều ấn tượng. Phải chăng trong lần trở lại này, nam ca sĩ sẽ mang huyền huyễn đi mang màu sắc cổ trang? Trương Thế Vinh hé lộ poster MV Happy và đã mắc ba nhà voi biển. Vừa qua, Trương Thế Vinh khiến người hâm mộ không khỏi tò mò khi chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng 4 người bạn khác với dòng chữ Voi Biển Band. Khi ấy, không ít cư dân mạng đã lờ mờ đoán ra rằng anh chàng đang ấp mở về sự trở lại với âm nhạc của mình. Đúng như dự đoán, mới đây, Trương Thế Vinh đã chính thức đăng tải hình ảnh poster giới thiệu về dự án âm nhạc mang tên Happy. Tuy nhiên, đây không phải là một sản phẩm solo mà được thực hiện dưới mô hình một band nhạc gồm 5 thành viên với tên gọi Voi Biển Band sau một thời gian ấp ủ. Voi Biển Band là một sự trở về với âm nhạc đáng khích lệ của Trương Thế Vinh sau một thời gian dài làm mới mình trong nhiều vai trò khác nhau. Nhưng qua những gì anh tiết lộ gần đây, đó sẽ là kiểu âm nhạc khác với Vinh của thời solo với không ít bài hát pop, R&B bắt tai nhưng những mờ buồn của những cuộc tình tan vỡ. Nhóm nhạc gắn liền với nickname Voi Biển của anh gần đây cho thấy anh đã xác định rõ hướng đi âm nhạc sắp tới mà anh nhắm đến, cũng đậm chất vui tươi, lạc quan và chiều sâu như chính con người của anh vậy. Trương Thế Vinh cho rằng, hy vọng rằng dòng nhạc mà anh lựa chọn để tái xuất lần này sẽ thể hiện rõ cá tính và bản chất nghệ sĩ của mình hơn. Đại dịch Covid lần này có ảnh hưởng tích cực đến Vinh và giúp Vinh nhận ra rằng mình cần phải thay đổi để trở lại với âm nhạc, với thứ mình giỏi nhất, đam mê và sẽ sống với nó ra sao. Chỉ có thể là thứ âm nhạc truyền cảm hứng, đầy năng lượng và phải hướng đến những điều tích cực mà không phải là những điều bi lụy, buồn bã, chán chường như trước nữa. Vinh cần phải trở lại là chính mình và phải vực dậy được chính mình ngay bây giờ. Để làm được điều này, anh cùng 4 thành viên tài năng khác gồm Ricky Daddy với vai trò keyboard, giám đốc âm nhạc cho dự án âm nhạc của Voi Biển Band sắp tới, Bang vai trò guitar bass, Kraken vai trò drummer và Dean với vai trò guitar solo đều sẽ là những phát huy, những sở trường riêng nhưng lại kết hợp phòng vũ đạo đồng đều với các bước nhảy điêu luyện, bài bản và đầy cảm hứng.